Tôi đề nghị tôi có em có bị qua này như hơi nhức đầu, khám tổng quát coi sao. Nếu đợi em xin phép kiểm tra tí nha. Dạ, chắc ổn. Kiểm đi. Thở bình thường, không sao đâu. Nói chung là bình thường, không biết sao. Gì vậy, gì mới có một chút xíu. Dạ, đang nhịp tim. Có bắt mạch được không? Dạ, được ạ. Làm thiệt cái tới sáng quá. Cảm nói chung là hơi yếu đi á. Yếu hả? Dạ, hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu á. Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó. Đó, được rồi đó. Vô rồi đó. Vậy đi. Dạ rồi, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng Vũ ạ. Em năm nay là 37 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là y sĩ ạ. Rồi học bao nhiêu năm mới thành bác sĩ? Dạ là 4 năm nữa. 4 năm nữa ha. Rồi em có đang tính tới chuyện học 4 năm nữa không? Dạ có ạ. À rồi. Ha, một cái tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước nha. Em làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Dạ. Rồi quê em ở đâu? Dạ quê em ở Huế. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Xin chào quý khán giả, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cũng như nhà trai. Em tên là Phạm Thanh Kiều, năm nay em 32 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Hiện tại là em đang làm phiên dịch tiếng Nhật và đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Hajo gozaimasu. Sushi. Có Toshiba luôn không? Toshiba. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi em. Dạ, thì em là người ham học hỏi, khá là hiếu thảo. Khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu, thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết. Tuy nhiên là không có được ngon, cũng như là những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á. Rồi, em là ưu điểm là gì? Đó, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu bia, với là ham chơi thể thao. Đó, khuyết điểm của em là ít nói. Khám như ghi thôi chứ không có nói hả? Dạ. Trời ơi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ, mối dài nhất là được 1 năm. Dạ, vì là cách trở địa lý. Dạ, em ở Huế, bạn em ở Hà Nội. Cũng đâu có xa lắm đâu. À, miền Trung, miền Bắc thôi hả? Dạ. Mình bao nhiêu mối tình cưng? Dạ, nếu như tính chính thức thì chỉ có 1 mối tình thời đại học thôi. Sinh viên năm 2, lúc đó thì bạn cùng ngành và cùng lớp. Thì có ngỏ ý làm quen, nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó, thì thấy hai bạn cũng là còn trẻ, với lại cái việc học cần phải tập trung hơn. Mê học không yêu. Em mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đó là vui vẻ, hòa đồng. Vui quá vui. Cô đã hòa đồng luôn vui rồi đó lắm. Dạ thích tóc dài. Tóc dài, hơi gần có dài. Sắp dài rồi. 2 tháng sắp nữa sửa dài. Gì nữa? Dạ là không xăm mình. Có xăm mình không? Không có. Bác sĩ, quên y sĩ ơi. Nhưng ngoài những cái điều kiện đó rồi, mình có mong muốn gì nữa ở người bạn gái tương lai không? Biết chăm lo cho gia đình hai bên, nội ngoại. Biết ăn ở với là đối xử chồng con trên dưới. Không quýnh chồng con hả? Dạ, dạ không. Bên đó có hay quýnh chồng con? Chưa có, không biết. Tương lai có hay quýnh không? Không, em hiền khô à. Bây giờ em gái nè, em không thích đàn ông ở điều gì? Đầu tiên là không hút thuốc. Cái thứ hai nữa là cái tính gia trưởng của mấy bạn nam. Bên kia khỏi có vậy luôn rồi đó. Nói chung là có công việc ổn định để mà chăm lo gia đình và tương lai. Quá ổn định luôn. Dạ. Vậy thôi đó, chỉ có hiền nhát gái thôi. Mà cái tính nhát gái này đàn ông phụ nữ rất là thích nha. Bởi an toàn. Đúng không? An toàn đúng không? Dạ. Được rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Y sĩ đi với ai? Dạ anh đi với cậu em ạ. Ha cậu. Dạ chào cậu. Nói chung Vũ thì nó hiền lắm. Nói chung nó không có cha từ lúc nhỏ. Nó một mẹ một con à. Nó là con của bà chị ruột mình. À. Thì nói chung hai mẹ con sống, nói chung mẹ là đơn thân mới sinh ra thì mấy tháng thì ba nó mất. Nó nhát gái lắm, trời ơi. Mỗi lần đi đâu tới ngồi mà giúp cái đêm giới thiệu lên tới nó ngồi co ro vậy nè. Đó, nãy giờ thì trang vậy đó. Cô gái bên đây có hợp với cháu của cậu không? Thấy cô gái bên này thì đồng ý là cũng được. Thì giống như căn bản thì hai người cho nhau cơ hội, cho cậu thì đứng giữa thôi. Đúng rồi. Ok, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. Chào quý khán giả, chào MC Ngọc Lan, chào MC Quyền Linh. Em làm việc với chị Kiều cũng được 5 năm rồi. Thì em cảm thấy anh này cũng hơi hiền, hơi nhát. Chị Kiều thì hòa đồng vui vẻ hơn. Thì em nghĩ hai anh chị sẽ hòa hợp với nhau, sẽ
bổ trợ. Dạ, cho dạ. À, mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi rồi tính sao nha. Nhớ nha, mở ra khám bệnh liền, bạn gái mình kia ngồi y nguyên để bạn trai khám bệnh nha. Coi coi khám đúng chuyên môn mình, coi mình thoải mái không cái đã nha. Ok, mở rào. Nào, kiểm tra sức khỏe liền. Chuyên môn đâu? Chuyên môn. Không, ổng không dám qua luôn. Anh chào em ạ. Dạ, em chào anh. Có món quà tặng em ạ. Dạ, em cũng gửi anh quyển sách. Hy vọng là trong tương lai mình có thể học thêm nhiều điều mới và cùng tiến tới ạ. Anh cảm ơn. Dạ. Anh có cần anh kiểm tra rồi sức khỏe không ạ? À, dạ, em test Covid rồi, chắc khỏe. Tôi đề nghị tôi có cô em có bị qua này như hơi nhức đầu, khám tổng quát coi sao. À, nếu vậy anh xin phép kiểm tra tí nha. Dạ, chắc ổn. Kiểm đi. Thở bình thường, không sao đâu. Nói chung là bình thường, không sao. Gì vậy, gì mới có một chút xíu. Dạ, đang nhịp tim. Có bắt mạch được không? Dạ, được ạ. Làm thiệt cho tới sáng quá. Cảm nói chung là hơi yếu đấy. Hơi yếu hả? Dạ, hình như gặp được đối tượng nên hơi yếu á. Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó. Đó, được rồi đó. Vô rồi đó. Vậy đi. Thoải mái lên nào Vũ. Hợp lý rồi đó. Rồi. Em có nhận xét anh như thế nào? Nói chung là về cái tính tình thì sẽ rất là phù hợp với một người làm người chồng, người cha tốt. Nhưng mà anh phải cố lên tại vì hiền quá. Anh nên có nhận xét gì về em không ạ? Thì em cũng vui tính, cũng hòa đồng đó. Nói chung cũng bổ trợ được cho anh về cái điểm đó. Dạ. Cho em hỏi là mình sắp học lên bác sĩ là mình đang chuẩn bị học hay là mình đang học rồi anh? Anh đang chuẩn bị học. Nếu như mình hợp nhau thì khi nào anh mới dự tính là sẽ kết hôn? Anh có thể vừa học vừa làm mà, vì cái này là anh chỉ học lên thôi. Nói chung là vẫn có thể vừa học nè, vừa làm y sĩ nè, rồi vừa làm chồng được. Đúng rồi, nên là vừa học vừa làm vừa lấy chồng luôn. Cái gì lấy chồng? Lấy vợ luôn. Vũ chừng nào muốn lấy vợ nè? Dạ, nếu được thì sang năm. Em dự định là khi nào lấy chồng? À, thì nói chung là sau cái cuộc gặp hôm nay mình tìm hiểu nhau, nếu như mình cảm thấy là phù hợp thì sang năm em cũng nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi ạ. Nếu sinh con đầu lòng là em muốn con nào? Trời cho con nào thì lấy con đó thôi, chứ em cũng không có cái quan niệm là con trai hay con gái. À, nếu như sau cái kết hôn thì anh dự định là sẽ ở thành phố hay là mình về quê anh? Nếu em thích về quê thì anh sẽ đưa về quê, vì ở ngoài quê anh cũng có chỗ đàng hoàng, nhưng mà chỉ có không có việc làm thôi. Anh chỉ làm, anh muốn lập nghiệp ở thành phố. Dạ, vậy thôi mình lập nghiệp đi anh chứ. Vậy về chi? Không có việc làm khổ lắm. Đúng rồi. Quê anh gì cũng có, chỉ có việc làm là không có. Sao anh không có ý định đón bác vô đây? Anh cũng có ý định đón vô mà bác không chịu. Bác nói thôi, ở quen quen cuộc sống anh. Dạ. Mấy bác người lớn. Cái cô này có hỏi cái câu này em rất là thích nha. Đúng luôn á. Thì mình thích mà mình xúc động luôn á. Thật ra anh thấy cặp đôi này thế này nè. Bạn này quá hiền luôn. Hiền lắm luôn á. Mà em gái đó, nếu mà rung động thì đây cũng chính là người để em hướng tới. Ha? Anh này thì thật ra nếu xét về tương lai thì cũng ổn định đó. Nếu mà học lên 4 năm nữa thành bác sĩ, tương lai nó rộng mở hơn. Tương lai nó rộng mở hơn nữa. Và có đôi khi là anh sẽ mở tiệm thuốc, em đứng em bán cũng được. Về chuyên môn thì anh có, nhưng mà về vấn đề mà giao tiếp hay là về vấn đề quan hệ xã hội đó thì anh rất là yếu. Và điều đó em sẽ quản lý hết. Ngồi thẳng cái lưng lên coi. Ngồi thẳng cái lưng lên coi. Trời ơi. Em thấy sao nè? Dạ, hiền cũng là một điểm tốt. Dạ. Đúng rồi. Việc quan tâm với gia đình với lại cái tương lai ổn định nó là một cái điều quan trọng hơn. Nhưng mà hiền quá, điểm cũng không tốt lắm. À, em sẽ bù lại phần này cho. Được. Hay quá. Chịu em gái chỗ đó đó. Tôi thích cô gái này quá đi. Bây giờ nè, Vũ, nào, bước tới rồi. Nắm tay cô gái đó, nhìn thẳng vào, muốn cái gì, nói cái gì nói lớn lên. Nếu được thì em sẽ cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau, rồi mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Đứng đó nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Bây giờ hỏi Vũ nè, trong trái tim mình có một chút gì rung động với cô gái đó không? Dạ có. Thích không? Dạ có. Thật ra con gái kia là
Em rất cần những người phụ nữ như thế đó. Đúng cơ hội luôn á. Quan trọng cô có bấm nút hay không thôi. Bây giờ hai bên để tay vào nút bấm các bạn. Các bạn sẽ tự quyết định bấm nút hay không bấm. Bấm là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm mà cũng chậm nữa. Không nắm tay à? Thấy chưa? Thấy tội nghiệp của gái, không nắm tay hả? Lúc đó mới bấm, mới nắm. Tương lai phải trở thành bác sĩ nha Vũ nha. Tương lai phải mạnh mẽ hơn nữa. Tương lai phải đi cùng với cô gái này. Em cảm ơn anh. Vũ có muốn nói điều gì với mẹ của Vũ không? Tại vì chị biết là mẹ sẽ là người vui nhất trong ngày hôm nay. Mẹ ơi, con đem con dâu về cho mẹ nè. Cậu cười rất hạnh phúc luôn á. Chính cậu là người rất là lo, bởi vì cậu đang gọi là cưu mang cháu đó ha. Cậu rất là hạnh phúc luôn á. Nói với cậu điều gì đi Vũ. À, con cảm ơn cậu ạ. Thôi được rồi, thật ra phải cảm ơn em gái. Em bấm nút là thật ra anh rất là vui đó. Hai bạn này làm tôi xúc động quá, tôi tặng quà thôi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Mời bạn nam. Rồi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả ở trường quay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Châu, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng của công ty Vích Xăng, ở quê em ở Sài Gòn ạ. Rồi, bán thịt heo đúng không? Dạ, đúng. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý khán giả và chào anh Quyền Linh. Và chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Văn Phú Ý, năm nay 31 tuổi, đang sinh sống làm Sài Gòn. Làm gì? Dạ, nấu đầu bếp. Đầu bếp hả? Dạ. Quán gì? Bán cái gì? Dạ bán phở chị ơi. Ồ. À, em nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở, em bán bò là kết hợp được. Vậy được đó. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Mọi người nhận xét em là người hiền. Với lại ưu điểm em là ăn. Ăn? Dạ. Vậy là hiểu là bên kia hình dáng hiểu nào rồi đó, em? Hiểu rồi đó. Ăn dữ lắm em. Nghe thôi nha anh, đừng có sợ nha anh. Em có thể ăn là hai cái bánh lăng. À, một hộp bánh cua, bánh tráng cuốn, một ly trà sữa, hai trứng vịt lộn. Còn ăn hai tô phở nữa mới mệt. Đúng rồi, chừng nào em ăn hai tô phở nữa đó mới mệt. Còn gì nữa không? Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nhút nhát, với lại là hay bị mất bình tĩnh. Ai làm gì mình mất bình tĩnh? Ví dụ? Có bữa em đi với bà chị trên cầu Bình Triệu á. Em gặp cái thằng kia, nó kêu ê cái em tưởng người quen. Em mới quay lại. Em gặp cái thằng biến thái. Em sợ, em la lên. Bà chị em hỏi vụ gì, em mới chỉ. Em quẳng em đơ luôn, em không có lái xe được nữa. Thì một lát nữa kéo cái màn ra, kéo cái rèm này ra mà em la lên là biết bên kia biến thái. Trời ơi. Ê, ví dụ thôi. Giờ bạn trai ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm em thì nấu ăn và hòa đồng. Em nấu ăn lâu chưa? Dạ cũng gần 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Dạ không có chiên gì đâu, có món à anh ơi. Con phở thôi hả? Dạ. Làm cho người ta hay là làm cho gia đình? Dạ làm cho người ta chị ơi. Rồi vậy nãy giờ tưởng đâu chủ quán phở. Vậy sao mình không mở quán phở, mình nấu 10 năm mình không mở quán phở, mình bán riêng. Kinh tế khó khăn giờ cũng muốn mở cái mặt bằng đâu, phải là cũng phải kiếm cái mặt bằng cho nó hợp. Cái mặt bằng giờ nó cao quá. Giờ tôm phở thì ra rất nhiều. Nhưng mà em làm được hết tất cả các khâu trong quán phở luôn sao? Dạ chị ơi. Mai mốt chị mở quán phở em về làm đầu bếp cho chị ha. Dạ. Được không? Dạ được chị ơi. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì nhát gái anh. Tánh hơi cộng gái mà mau quên lắm. Thấy gái sao là nhát? Dạ nói chuyện vài câu cái là em yêu không biết nói chuyện gì nữa đó. Đó giờ có bồ chưa? Dạ có một cô. Quen được bao lâu? Dạ khoảng 3 năm chị ơi.
Rồi, ủa 3 năm mà... cũng dài quá mà sao chia tay vậy em? Có duyên không có nợ chị ơi. Rồi vậy là từ đó tới nay là mình chưa quen ai lại luôn ha em, mấy năm rồi em? Dạ mới có 11 năm mà chị ơi. Bạn với bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình? Em thì trải qua hai mối tình thời đi học. Rồi từ từ hai đứa không ai chủ động liên lạc với ai hết. Rồi em với người đó chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, sao ai cũng một khoảng thời gian dài mà phòng không gối chiếc vậy? Không buồn hả em? Tại vì công việc của em là nó không có thời gian á để tìm hiểu. Rồi bây giờ có thời gian chưa? Để em sắp xếp. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65, da ngăm. Có luôn. Hơi chậm chậm tí, không có... Có luôn. Không có cần ốm lắm, không có mập lắm đâu là được rồi. Men men tí nữa. Có không? Có men men không? Có luôn chị ơi. Có luôn anh ơi, tới luôn. Không thích ở người bạn trai? Ti bo, da trưởng. Cái đó không có em ơi. Không biết quan tâm chị. Cái qua không quan tâm mà cái này rất quan tâm luôn. Rồi bạn trai, cái công việc của bạn bắt đầu sáng từ mấy giờ? Dạ sáng 5 giờ tới tới trưa 11, 12 giờ. Suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Ai nấu nước lèo? Dạ em, tại vì em làm sẵn buổi tối hết trơn rồi. Chứ còn sáng ngủ dậy là đưa ra thôi. Ai múc phở? Dạ có cháu chủ rồi chị ơi. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Giống như giống mẹ em được rồi. Tại mẹ em thì cũng thấp thấp, 1m50, da ngăm ngăm. Nhưng tóm lại là phụ nữ truyền thống. Tính tình cuộc sống hòa đồng với lễ phép với ông bà trên dưới. Bán thịt heo được không? Dạ được. Mà cô ấy là phải... Phải sao? Cô ấy biết chăm sóc gia đình với lo ba mẹ hai bên được rồi chị ơi. Được. Cái đó được anh ơi. Được ha. Dạ được. Hai bạn có muốn gì trao đổi với nhau nữa không? Rồi chị qua chị coi mặt nè. Hỏi đi. Nếu tìm hiểu xong mà tiến tới hôn nhân là mình ở đâu anh? Thì anh đã lập nghiệp trên Sài Gòn có khoảng thì lâu lâu mà thứ bảy chủ nhật mình về quê. Quê anh ở đâu lận? Đồng Tháp. Dạ dạ rồi. Ở khi nào tiến tới hôn nhân được anh? Thì năm, một năm, năm rưỡi, hai năm gì cũng được. Anh chuẩn bị gì chưa? Thì có chút chút thôi. Điểm gì em không thích ở cái mẫu người vợ lý tưởng của mình? Phụ nữ dạng làm biến quá chị. Cái người lớn tới nhà chơi mà cái là không có ra chào hỏi hỏi chú cô chú kiếm người này người kia hay gì, cứ làm thinh ngồi như dòm lên lên ta cũng như họ không quen biết vậy là nó không thích. À không, không có đâu. Ai là mấy cái đó thì đó là có là được, còn mấy người kia em không quan tâm gì, xấu đẹp không quan trọng mấy. Rồi rất là dễ thương, rất là chân tình, chị chịu đó, để chị ráng chị làm mai cho. Dạ cảm ơn chị. Được chị. Trời quá được luôn á chứ. Chút học bí quyết nấu phở. Bây giờ nè anh đi qua coi mắt đàn gái. Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Thì cô nói nãy nói ăn nhiều thì cũng hơi tròn tròn tí. Còn không, nãy giờ em nghe tiếng cô gái em thấy cổ làm sao? Dạ dễ thương. Dễ thương lắm đây, để em coi coi. Ồ. Chào em gái. Dạ em chào anh. Chàng trai bên đây rất là gọi là giản dị, chân thành ha. Dạ. Nhưng mà hơi cực mịch chút xíu. Em thấy được không? Dạ được anh. Mấy mốt anh này về Đồng Tháp ở em có theo về dưới làm dâu được không? Dạ cũng được, nhưng mà cái ý chí cầu tiến của anh là anh định lập nghiệp ở Sài Gòn. Ừ. Dạ. Nếu mà ông về quê mà em có về không? Dạ về. Làm dâu được không? Dạ được. Hay quá. Em nấu ăn được. Em là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Được rồi. Anh qua anh lấy xương của em nấu phở bán. Nói với hai chồng mà về mà cùng hợp nhau mở quán phở là cũng được lắm chứ bộ. Em cũng thích món đó lắm. Thôi, đàn gái cũng dễ thương rồi. Hai bên hợp lý. Được ha. Rồi bây giờ ta hỏi ý kiến của người thân đi. Về hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp với lại mấy chị đồng nghiệp của em ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào khán giả trường quay và em Quý. Dạ chào chị. Châu thì rất là siêng năng, có ý chí cầu tiến và rất là có trách nhiệm với lại gia đình, nhất là mẹ của Châu. Chị thấy Châu là bạn Quý đây rất là chân thành, rất là thẳng thắn. Chị thấy rất là hợp với em. Và chị mong là hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân, chị ủng hộ hai đứa ha. Dạ cảm ơn chị. Quý đi với ai? Dạ đi với mẹ. À có bác hả? Dạ bác đây. Dạ. Con chào cô. Hôm nay là mẹ của Quý tham gia cái chương trình hẹn hò để kiếm dâu. Dạ kiếm dâu. Quý thì con có chịu nổi đó không? Cái này thì bác lấy thẳng luôn à, chứ không có dấu giếm gì nha. Thì hai anh quà lắm đó, gọi là máy suất Kiều Long. Ăn dữ lắm hả cô? Thì anh hàng mà. Dạ ít ăn à chị ơi. Rồi cô thấy dâu tương lai mình được không? Bác thì không có kén chọn gì hết á.
Nãy nó nói giống giống mẹ đó, giống không? Thì mẹ thì tròn tròn vậy thôi. Tiếng hơi giống à, tiếng mẹ thì bác thì xề xòa lắm chứ không khó khăn gì hết trơn á. Ngày xưa đi làm sâu thì cực khổ chứ còn bây giờ thì sung sướng lắm rồi. Cháu thì có chịu không? Gia đình thì nghèo đó, sống thì rất thoải mái, biết kính trên nhường dưới là được thôi. Chứ còn về làm giỏi hay không giỏi thì cũng từ từ đã quyết. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Đó. Rồi, em cũng có món quà anh. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn. Mở luôn. Mở luôn. À, em đeo cho. Wow. Chuẩn bị kỹ quá. Hơi rung chút xíu. Cứ từ từ em. Giờ sáng sáng thức dậy canh đồng hồ dậy sớm nặng nấu phở ha. À. Được. Anh nói là anh làm từ 5 giờ sáng tới trưa, tới buổi chiều là anh có làm nữa không? Buổi chiều thì ngủ tới chiều tới 4 giờ dọn. Vậy là một dọn ngày anh làm 2 ca. Đi 2 ca. Rồi tới tối mấy giờ anh mới về? Thì anh ở đó luôn mà. Thì công việc của em ca sáng cũng 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Và buổi nếu mà làm ca 2 thì từ 1 giờ đến 9 giờ tối. Giờ đó anh có thể đi được không? 9 giờ tối đi được bình thường. Hầu hết là 9 giờ tối 30 ngày đi 30 ngày đủ cũng được. Dạ, dạ rồi. Rồi anh cảm nhận về em thế nào? Thì cũng xinh xinh tròn tròn giống mẹ anh. Rồi anh có gì muốn hỏi em không? Thật sự là đối với đây là chương trình ở đây con không biết là ai cũng đăng ký cho anh, anh cũng không biết luôn. Ủa em không biết ai đăng ký cho em tham gia chương trình luôn hả? Cái tin á lần đầu là nó điện cho em là cũng bỡ ngỡ luôn mà lúc mình tin lên cái tin thì em định hỏi mà cái em quên. Rồi bây giờ em cũng chưa biết, em không điều tra đâu ai. Ủa dạ, chứ phần em cũng điều tra rồi mà vòng vòng có quán mà bạn bè thì cũng ít không có. Như là một người bí ẩn nào đó chưa xuất hiện. Em có một bài hát gửi tặng cho bạn trai. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì. Và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy nhấn nút nha anh. Rùng quá à. Tới đây anh đây là hơi dở, là hơn cái là không biết hát, có cái là không có biết nhậu, có lại là câu kê là nhạc là không biết mà thích phải nghe. Thật xấu thì em thì cái là hút thuốc, mỗi hút thuốc thôi. À, hút thuốc dạ được anh. Ồ, còn cái nữa, còn cái ngủ nước lại. Con cái là ngủ nướng lắm. Ngủ nướng mà trễ bây giờ má nấu phở rồi sao trời. Đã có người khác gọi vậy vậy. Vừa nấu phở vừa hút thuốc hả? Dạ không, tại thời gian nấu xong rồi em mới thời gian mới ra ngoài chứ. Không có chờ, không được hút trong bếp. Tiến lên, thể hiện cảm xúc với cổ. Hiện tại bây giờ em nghĩ sao, em muốn cái gì? Em thấy cổ như thế nào? Nói với cổ. Anh đây thì tới đây anh cũng gặp em cũng xinh, em dễ thương. Thầy cũng tròn tròn mỉm mỉm tới ngủ ôm với sướng. Để em đã cho anh cơ hội là để quen biết em, để cổ tiến xa hơn. Sở thích trai gái gì nó nói cổ luôn cho biết. Trai gái thì không quan trọng anh, miễn là con của mình hết rồi. Không, dạ. Trai gái không được, mà thì con gái thì nó hay hơn. Này nó thương mẹ nhiều hơn. Thì lúc em buồn thì anh chọc cười này kia. Đúng kiểu. Dạ. Cái gì dạ? Bạn gái nói chuyện mà dạ. Đang cũng hơi gung, tại nhắc gái lắm, ít nói chuyện gái lắm. Nhảy quá. Nói đi cưng cơ hội đó. Anh ở đây thì cũng không có giàu sang gì. Thì anh có thì cũng có cái nghề là nấu ăn vậy thôi. Là anh đâu có sống được. Bây giờ em muốn ăn phở thì anh nấu phở cho em ăn. Thì suốt ngày nào cũng được. Đó. Rồi được rồi. Rất dễ thương mà thôi đừng nấu phở ăn hoài. Bây giờ bấm hay không bấm là quyền của cô gái. Chàng trai rất chân thành, nói từ ruột từ gan ra rồi đó. Quan trọng là em gái. Anh sẽ nấu phở cho em ăn suốt cuộc đời nếu như em bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rất nhanh lẹ. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đó. Hứa hẹn cái gì thì phải nhớ nha. Dạ. Hôn nhau đi nào. Okay.
cô này rất dễ thương và dễ thương lắm, chân thành mộc mạc. Không thích đâu. Chả thích chứ, tại vì anh đó giờ lâu rồi, 10 năm mà không chưa hôn nữa. 10 năm chưa hôn hả? Dạ. Hôn thêm cái nữa đi. Má bên kia cái nữa. Má bên kia cho đều. Má bên kia nữa cho đều. Không không, hai má để nó sệ đó. Đây không, nói nha. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh học tập. Tức là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sự lý lịch trích ngang của đàn trai. Mời em mời gái. Đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Ngọc Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quận mấy em? Dạ, quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh, điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida đúng không? Nói hồi lộn có chơi đánh bài nữa mệt. Dạ không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài. Không uống rượu luôn. Dạ, không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ, em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ, em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Rồi phải chi mà. Nằm mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hồi qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Em có cảm giác rằng em thích con gái? Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, chỉ 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được, được chưa? Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Hả? Hả? Không hôi nách rồi.
không bị hôn nách à. Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hồi nách làm xa cách tình yêu. Em không có bậy anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút. Cao khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á. Em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba luôn. Rồi đó thiệt luôn. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính dạ. Rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Em men rồi. Men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có dạ, nhà với Bình Phước rồi. Có nhà nhà riêng dạ. Luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê quê luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Cũng rồi. Ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó. Mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi. Mà gia đình cũng sợ. Sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch. Mà ra đi làm cũng vậy. Con cố gắng làm đó. Tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được. Bấm nút thì là cái đó là do con. Chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó. Ai cũng vậy. Dạ. Vậy dạ, thì tốt mẹ quá. Mẹ dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi. Nhưng hôm nay mới được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok, okay. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường, rồi xa lớp, rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao không dép tặng? Này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Anh Linh nhiều dạ, dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh nè. À dạ. Dạ. Em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em ồ vậy hay đó em. Dép dạ. Hay đó em.
Thử đi. Thiếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc dạ. biệt. Độc lạ. Dạ, dạ đó. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. À. Dạ, hát một khúc thôi ạ. À. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mọi người thích ạ? À? Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Dạ. Em cái gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Dạ. Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào? Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng Bình Phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1 ngàn thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Mà ám ảnh cái vụ đó lắm đó, hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là, bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây, và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội cho em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm đâu? Thì bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Dạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mừng tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Mừng cho cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em
hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Thấy. Đẹp đôi lắm á. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em giới thiệu đi mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ chị. Khuyết điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngái dữ không? Lớn dữ, không? Lớn lắm. Bà lúc nào cũng ngái hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngái nhiều quá. Chị chỉ có nhậu là nhìn ngái thôi đúng không anh? Ờ, cái đúng rồi, đúng rồi. Rồi, anh gái, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi, sao mà chậm là, em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngái nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự vậy ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ ưu điểm của em á thì mọi người hay nhận xét em mới là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á là rất là khó tính và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100m đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ. Cái đó là em cũng không biết, nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100m người ta 100 cái số. Như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Không yêu nhau. Cách nhau có 100m đường chim bay mà 3 năm gặp nhau đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Cái đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ, em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có 1 lần hả? Dạ, quên nhiều lần. Trời ơi. Nhưng mà gặp lại là... Cái đó là bậy rồi. Em quên lần còn phải tha thứ được, quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án á chị. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của Bắp chị ơi. Đừng có thừa cho cùi Bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100m mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được 1 lần quá. Hai năm, lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ hai. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi, cái này xong. Chắc chắn nội này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65. Em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt.
có cái mẫu người lý tưởng không, đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Nguyễn Văn á, tại vì em mới chưa đẹp. Còn về chưa hứa được đâu. Tính tình á thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ cũng có ít đó anh. Dạ anh có gia trưởng không ạ? À, không em. Ảnh hẹn anh còn quên gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính một chút là được rồi. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu à nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà thối dữ lắm rồi chị. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Đúng rồi, năm nay lấy luôn có kịp không? À, có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần thì em ở trong này, còn về già thì chắc em về chưa quê. Chưa biết không? Ha, già dạ, chưa biết tính sao đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nghe không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Cũng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền hơn, ngoài thì giữ. Thôi, chào con gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ, em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ, cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại Thím, với lại vợ chồng của anh hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn em. Dạ, chào. Chào Thím. Thiên là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Đi Thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn Thím. Giờ còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thấy em như thế nào ạ? Thấy chưa, quên, ví dụ quên. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. À, em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu sơn thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh.
Về tương lai, ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Anh nghĩ. Dạ, cái đó tính sao đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Tốt nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Rồi, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi. Là nó hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp. Và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Trời ơi, là gì mà né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Nhờ nắm tay bạn gái nè. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một... Anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút, suy nghĩ thật kỹ nhé. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm gì cũng chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Nắm tay cũng được. Dạ. Con xin phép thím Huy Anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy? Tính em tính nó hơi trầm tính nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Dạ. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có mà khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Ta bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? Mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại, chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu.
Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á, thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi, đúng rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi rưỡi ra vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi ha. Em cũng khá là trẻ, đến 20... chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cấp lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á, thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn, thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Ừ. Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ, mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi nha. Do em, tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà, cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc chăm sóc, mà chỉ vô tâm quá thì con gái người ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì ca, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Thôi cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Dạ. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ, công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con gái hút thuốc. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được để con gái hút thuốc. Em không hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ, em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết lãng mạn rồi. Ít nói, ít nói với người khác, nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Chà, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói gì có, nhưng vô tâm đã có. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít vô nói thôi. Thích gì họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải kháng một tí. Ăn mặc thì sạch sẽ, gọn gàng. Chứ cũng đừng có điệu đà chảy chuốt quá, mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít á. Đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích một con đi. Thích con gì đi. Thích con mèo. Con em bị dị ứng với lông mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên này không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật, có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật, nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta vẫn thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ, em không ghét đâu. Dạ. Không có ghét. À, bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích. Thích gì? Là thích con gà, là thích con gà, là thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng nó thích, từ thích con gà là thích ăn thịt gà đó nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà, nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Nói tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó, nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu. Thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi.
núi à. Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có... Em nghĩ quyết định đó là đúng đó, thứ à, dạ. Như là mình rất là ký quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc nữa. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì thì chắc tháng em xuống được 2 lần. Còn nếu mà tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống 1 lần có thể gặp được. Vậy cũng được. Tuần, một tháng được 2 lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới hả em? Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi rồi, vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh lãng mạn ha. Mấy nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok, hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, chị cảm ơn ạ. Chào đi với ai? Em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong cái cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ công việc này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Xin chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi lắm. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại em. Cảm ơn anh. Mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn, cái bó hoa đó về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Như em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi, chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Vĩ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu, nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em?
bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau, thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á, là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè, con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái, rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống, mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ, muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì, cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ, có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào, nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút, nhưng không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai, và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha.